Hello mọi người. Let's see how fast it is. Hello nha, hello Thủy Phạm. Hello Phương Lê. Hello Nguyễn Đăng. Hello Lê Diệp. Hello Vy Con. Hello Thị Dương. Hello Ánh. Hello Rose Nguyễn. Hello chị Hà. Anh chị Hà cũng lên đó hả? Hello Rose, yeah. Mì Diễm, hello. Ai nữa không? Ok, so mọi người lên đủ ha. Bây giờ hôm nay thì Kêu không có nhận được cái bài Hồng Quốc của ai hết á. Không biết là các bạn có gửi qua bên Google Chrome không? Anyway, nhưng mà cái đó cũng là cái mới của Kêu, thành ra Kêu cũng học thôi. Nếu bạn nào mà đã gửi qua rồi mà Kêu không có nhận được thì các bạn chụp hình gửi qua lại cho Kêu nhé. So today mình không có sổ cái bài, các bạn nghe tiếng có rõ không? Cho Kêu biết nghe tiếng có rõ, âm thanh có ok không nha. Bây giờ là mấy giờ rồi? 7 giờ 5 phút rồi. Mọi người bên đó có khỏe không? Ok. Cho Kêu tín hiệu là các bạn nghe rõ nha, để Kêu bắt đầu. Ok. So, tuần qua thì mình học về cái từ dựng về gia đình hơi nhỏ hả? Hơi nhỏ. Ok. Bây giờ lớn không? Rồi bây giờ mấy nói như vậy có ok không? Có lớn không? Để coi cái volume coi. Anh đang clearly hả? Ok, để Kêu coi cái volume coi. Volume đâu rồi? Ok, cũng technology behind lắm. Kêu giảm cái volume coi nha. Chờ Kêu chút nha. Ok, let's see. Ok, giờ volume lớn rồi đó, các bạn có nghe không? Maximum rồi, có nghe rõ không? Hello Kim Vân. Giờ volume lớn rồi, có nghe được không? Cho Kêu biết nha. Thì Dương nghe rõ không? Rõ chưa? Ok rồi ha, ok, good. Chờ cái năm ba một giây nha. Cathy Ngô, hello Cathy Ngô. Ok, bờ cái này nhé. Rõ rồi hả? Ok. Ok. Give me a second. Ok. Ok, my homework sent by email, huh? Ok, let me check my email. Last night I checked it, but I didn't see it. But for some reason I didn't receive, can you please take a picture and send it to me like you did before? Alright, so we turn around, yeah? Bây giờ mình bắt đầu. Ok, so today we will, thứ nhất là mình sẽ học, like continue cái family vocabulary, right? Mình có một số từ nữa thôi. And the second part, I listen and answer the questions, okay? And the next one là adverbs of frequency, là mình học những cái trạng từ chỉ cái tần suất ha, chỉ cái mức độ bao nhiêu lần mình làm cái gì cho cái hoạt động đó, and cái homework, okay? Các bạn cho Kêu cái tín hiệu để Kêu biết là các bạn ok ha.
Okay, and finally this is your homework. Okay, so okay, I'll try to review cái homework ít lại để các bạn có thể làm bằng cách đặt từng câu đơn giản thôi. Và Kel cũng có làm một số cái bài viết mẫu Kel post trên Facebook đó, thì các bạn có thể xem cái bài đó rồi các bạn bỏ các ý các bạn vô, ok, thì nó sẽ thành một cái bài viết của mình. Ok, so Kel try. Thank you Kim Văn, I just got your thank you Kim Văn, Kel mới vừa nhận bài của bạn. Ok, Kel sẽ sửa bài sau và gửi các bạn sau nhé. Okay, so the next vocabulary for families, the grandfather. Grandfather là ông nội, ông ngoại của mình, the grandfather. Hay là người ta còn gọi một cách nôm na là grandpa. Pa là giống như papa vậy đó ha. Grandfather or grandpa. Okay. Ví dụ thường các bạn học từ vựng đó, các bạn nên đặt cho mình một cái câu đơn giản thôi. Dùng cái từ đó, ví dụ my grandfather is 80, ông nội ông ngoại của tôi 80 tuổi. Ok, next thì có grandpa thì mình có grandma hay là grandmother, right? Mình chữ mother là mẹ, mình thêm cái chữ grand vô nữa nó là một cái thế hệ trước đó. Grandmother là bà ngoại hay là bà nội của mình, hay là mình gọi là grandma. Ví dụ mình đặt trong câu this is my grandmother, ví dụ mình show cái picture, mình chỉ trong cái hình đây là bà ngoại của tôi, this is my grandmother. Ok, aunt là dì hay là cô, hay dì hay là cô. Her aunt lives in New York. Cô của cô ấy hay là dì của cô ấy sống ở đâu? Sống ở New York. Mình đặt những cái câu đơn giản như vậy thôi thì mình sẽ biến cái từ đó thành một cái từ sống. Nếu mà cái từ dựng mà mình học và mình không sử dụng nó sẽ là một cái từ chết. Uncle John is a farmer. Uncle là chú bác, okay. Chú hoặc là bác của mình, hay là cậu, bên ngoài thì có cậu, chú, bác, còn một từ thôi. Uncle John is a farmer. Chú hay là bác John là một người làm nông, okay. Farmer. Nephew là the sons of your sister or your brother, là con của em trai của mình gọi là cháu trai là nephew. His nephew is a nice person. Cháu trai của anh ấy là một người rất là tử tế, rất là đàng hoàng. Ok, next, niece là the daughter of your brothers or your sister, con gái của em gái mình hay là của chị gái mình. Mary's niece is a very intelligent person. For example, okay. Next, grandson. Okay, son là con trai. Grand là mình add vô, nó là một thế hệ nữa. Grandson, I'm one of his grandsons. Grandson là cháu nội trai hay cháu ngoại trai là grandson. Granddaughter. Their granddaughter is in high school this year. Okay. Granddaughter là cháu gái, cháu nội, cháu ngoại mình, cháu gái. Okay. Their granddaughter is in high school this year. Really, marketing school. Okay. Sorry. Okay, next, single mom. Okay, so cái này mình cũng thường ha. Bây giờ trong một cái gia đình vợ chồng thì có những chuyện không may, rủi ro thì không duyên không nợ thì ly dị nhau. Okay, so last year I got divorced. Tôi đã ly dị. Now I am a single mom. Bây giờ tôi là một người mẹ đơn phương. I am a single mom. Okay, so hopefully there's not many single mom. Right. Hy vọng thì không có nhiều single mom. Okay, để cho cuộc sống nó better. Okay, single dad, of course, vợ bỏ đi thì mình là single dad. Single dad can do a lot of things. Cha đơn phương thì cũng có thể làm được rất là nhiều việc. Okay, so it is tough if you are single mom or single dad to take care of the kids at home, huh? Rất là khó, những cái người single mom, single dad thì rất là khó trong cái cuộc sống của mình, chỉ có một mình handle hết mọi thứ. Okay, next, stepfather. Step, okay, mình có chữ father là cha,
ok. Mà cái chữ step này là một cái bước chân ha, một cái bước. Mà nếu mà một cái người cha bước đi một bước nữa hay là, thì hoặc là vô cái gia đình đó thì mình gọi là step, mấy step là gì ghẻ hả, ở Việt Nam gọi là cha ghẻ đó, hay là dượng á, nghe chữ ghẻ thì hơi ớn ha. Nhưng mà stepfather là cha cha theo, muốn dùng cha ghẻ nhìn thấy ghê quá, nhìn thấy sợ quá, tội nghiệp quá, chứ là người cha thứ hai ha, stepfather. He's a nice stepfather. Anh ấy là một, ông ấy là một người cha cha kế, và cha kế đi cho nó hay ha. Cha kế rất là tử tế. Ok, stepfather. Mình thêm cái chữ step vô đó, thì làm một cái gia đình nữa chen vô trong cái gia đình của mình. Thì stepfather thì mình có stepmother, giá cha dượng. Ok, giá đúng rồi đó, cha dượng đó, ha, cho nó hay. Stepmother là mẹ gì? Mẹ kế hả? Ok, stepmother là mẹ kế. Cám, stepmother is not a kind person. Cái người mẹ kế của cám không phải là một người tử tế. Ok, stepmother. Vì nếu mình có stepmother, stepfather thì dĩ nhiên mình có con của người đó, stepson. Stepson là con gì? Con ghẻ hả? con không biết dịch gì nhưng mà đại khái nó là con ghẻ ha. Nên chữ ghẻ thì nghe sợ, cái em không có nhớ cái từ khác nữa. Kim Hồng cho theo một cái từ stepson là con gì? Con trai, con trai của người chồng. Con trai con riêng ok, better, very good, con riêng. Ok, giỏi quá Kim Hồng, giỏi tiếng Việt quá. Thì stepson thì mình có stepdaughter, con riêng mà là con gái. Karen is my stepdaughter. Karen là con riêng của con gái riêng của tôi. Stepdaughter. Ok, con riêng hả, con riêng phải không? Ok, alright. Half sister. Bây giờ nếu mà hai gia đình đó, half sister là sao? Half sister, cái vụ stepson, stepdaughter thì là con riêng của cái người chồng đó hoặc cái vợ đó. Ok, con trai riêng, đúng rồi. Còn half là ví dụ hai vợ chồng kia đã ly dị rồi, cái người vợ cưới cái người chồng khác, rồi người chồng đó với người vợ đó có một cái người con nữa. Ok, người con nữa thì người con này so với cái người con kia đó gọi là half sister, là nửa ha, chia nhau cùng một cái người mẹ hay là chia nhau cùng một cái người cha, gọi là half. Half là một nửa, half sister là chị em, các em biết dịch chị em gì? Half sister các bạn hiểu không? Ví dụ như người A cưới người A có con, xong cưới người B, rồi người A với người B có một đứa con chung, thì hai cái đứa đó nó sẽ là liên hệ với nhau là half sister hay là half brother. Ai có tiếng Việt thì cho kheo cái từ này nha. Nhưng mà các bạn hiểu không? Cho kheo cái tay cho kheo biết. Con chung, ok. Cái này là anh chị em á nha, cái này là anh chị em mà cùng một cha cùng mẹ đó. Ồ dạ, nào nhớ rồi, anh chị em cùng cha khác mẹ hay là cùng mẹ khác cha nha. Sister thì nếu mình nãy mình bỏ brother vô. Ok, so that is about the vocabulary for the family. So we have more extended family or step family or in-law family. Ok, bây giờ tới phần listen and answer. How come? Con trai của Dượng, đúng rồi đó. Con cùng mẹ khác cha hoặc ngược lại, đúng rồi. Con kế chung. Tiếng Việt nhiều quá, nhiều cái kêu gọi quá ha. Hello Nhi Nguyễn nhé. Ok, giờ phần listening. Phần listening hôm nay thì mình không có nhiều lắm, chỉ có 3 phần thôi. Mình listen. The first question is. Okay, what does nó mắc để cái eo coi cái gì xoay lại đi. Okay, what does Anna like to do on Sunday? Anna thích làm cái gì vào ngày Chủ nhật? A, she likes to talk and she likes to mop. Cô ấy thích nói chuyện và cô ấy thích mop nhà, là lau nhà. Mop là động từ lau nhà.
mình lau bằng nước đó là mình mop ha, mình lau bằng nước mop. B, she likes to eat and she likes to walk. She likes to eat and she likes to walk. Cô ấy thích ăn và cô ấy thích đi bộ. Okay. C, she likes to exercise and she likes to shop. Cô ấy thích tập thể dục và cô ấy thích đi mua sắm. D, she likes to cook and she likes to read. Cô ấy thích nấu ăn, cook, và cô ấy thích đọc sách. Okay, so listen. In Washington, D.C., there are many things to do on a Sunday afternoon. I like to exercise. I like to shop. I like to garden. Okay, so what does she like to do on Sunday? A, B, C, or D? Hello, Huệ Lê. Hello, Trúc Nguyễn. Okay, Trúc Nguyễn. Okay. So what does she like to do? Any answer C, she likes to exercise and she likes to shop. Anyone else? Kim Văn D, she likes to cook and she likes to read. Hồ Vy C, she likes to exercise and she likes to shop. Okay, let's see. The answer is C, she likes to exercise and she likes to shop. Các bạn nghe lại ha. In Washington, D.C., there are many things to do on a Sunday afternoon. I like to exercise. I like to shop. I like to garden. Okay, she likes three things. She likes to exercise, she likes to shop, and she likes to garden. Mình bớt garden không có trong đây thì có C là câu đúng nhé. Okay, don't forget to give me the signal. Các bạn nhớ lúc nào cho Kheo cái signal để Kheo biết các bạn ok nhé. Now next question. How does Anna feel today? Anna cảm thấy như thế nào? Feel là cảm thấy như thế nào? Okay. How does Anna feel today? A, she feels sad. Cô ấy cảm thấy buồn. B, Anna feels mad. Cô ấy cảm thấy giận dỗi. C, Anna feels happy. Cô ấy cảm thấy vui vẻ. D, Anna feels bored. Cô ấy cảm thấy chán trường. Okay. Những cái feeling này mình có, thành ra rất dễ học không? Rất là dễ. Mad là mình sad là mình buồn. Mad là mình giận dữ. Happy là mình vui vẻ. Và bored là mình cảm thấy chán nản một cái gì đó. Thì đây là những cái tính từ rất là gần gũi với mình, thì các bạn học nó dễ ha. Mình cảm thấy sao thì mình dùng động từ feel. Ok, mình học động từ này rồi. Listen. But today I feel bored. But today I feel bored. But today I feel bored. Ok, so what? How does Anna feel today? What does she feel today? How does she feel today? D, Ngọc Thùy hả Thủy? D, Kim Hồng D, she feels bored. Hồ Vy D, she feels bored. Okay, so let's see. Yes, the correct answer is D, she feels bored. Okay. Good job, Kim Văn. Okay, I'm done. Okay, so next one, I think this is the last one. Today we just have three. Okay. What does Anna do when she is bored? Vậy, khi mà Anna cảm thấy chán trường. Good job, Nguyễn Ánh. Cảm thấy chán trường thì Anna làm cái gì? Ví dụ như khi các bạn buồn thì các bạn làm cái gì? Khi các bạn vui thì thường các bạn làm gì? Khi các bạn chán đời thì các bạn làm cái gì? Okay, let's see. Anna always look for something usual. Anna luôn luôn look for là tìm, tìm một cái gì đó nó bình thường. B, Anna looks for something unusual. Anna tìm một cái gì đó un, tức là không, un là not unusual. Unusual là không bình thường. Okay. Anna never looks for something unusual to do. Anna never là không bao giờ
tìm một cái gì đó nó không bất bình thường để làm. Cái hơi khó hiểu ha, nhưng mà mình học với chữ usual là bình thường, một cái gì đó normal bình thường, mà nếu không bình thường là un, mình bỏ chữ un vô, unusual. Okay, so listen. When I feel bored, I always look for something unusual to do. I hear music. Let's go see. When I feel bored, I always look for something unusual to do. I hear music. Let's go see. When I feel bored, I always look for something unusual to do. I hear music. Let's go see. Wow, này ai cũng giỏi nghe hết ta. Ok, ai cũng giỏi nghe hết. Ok, so, Anna nói làm sao? Ai có câu trả lời đi theo coi coi. So, Ngọc Thủy B, Kim Hồng B, Trực Nguyễn B, Trực phải không? Chứ không phải Trúc phải không? À, Thùy Dương B, and Hồ V C, Nguyễn Ánh C, Kim Vân C, Nguyễn Ánh A. Ok, so let's see. Let's listen again. When I feel bored, I always look for something unusual to do. I hear music. Let's go see. Ok, unusual có nghĩa là mình không có thường làm cái việc đó lắm mà bây giờ mình làm. Thì ok, câu answer sẽ là B. Anna say là when I'm bored, I usually always look for something unusual to do. Trong cái đoạn này là Anna không bao giờ, ít có khi nào nghe, đi xem cái ca nhạc ở ngoài đường đó. Nhưng mà hôm nay khi cô ấy bored thì cô ấy look for something unusual. Ok. Hello, Thất Bạc, Sapa, hello Hoài Nga. Ok, so that's it be. Ok. So hôm nay mình sẽ học cái frequency, adverb of frequency là mình sẽ có là always nè, mình có là never nè, trong đây mình có never nè. Ok, let's see. Oh, ok. Ok, adverbs of frequency. Nên các bạn nghe rất là tốt ha. Là những cái trạng từ nói về cái tần suất. Frequency là cái tần suất, có nghĩa là mình thường làm một cái hành động nào đó bao nhiêu lần, hay là bao nhiêu percentage, một cái phần trăm đó, từ 100% cho tới 0% thì mình làm cái hoạt động đó bao nhiêu. Thì trong cái câu, ví dụ mình nói câu đơn giản là I go to school thì người ta cũng hiểu, nhưng mà nếu mình dùng những cái adverb of frequency này đó thì mình sẽ thêm vô cái câu của mình cho nó rõ nghĩa. Ví dụ như tôi đi học, ok, nhưng mà mình nói tôi đi học 5 ngày một tuần thì cái câu mình nó vừa đúng mà nó vừa dài lên, thì nó dài ra và nó rõ nghĩa hơn. Thì đó là cái cách các bạn học đọc đặt câu, ok, hoặc để mình viết bài, ok. So cái adverbs, những cái adverbs này nó describe the exact frequency of the action, ok. Ok, chừng câu hỏi thường ta sẽ hỏi mình là how often. How often, chứ often này có hai cách đọc, là mình đọc often hay là mình đọc often. How often cộng với cái question form của cái động từ, có nghĩa ví dụ như how often, bao thường, often là thường, bao thường, không? Thường thường á. How often do you go to work? Bạn thường đi làm như thế nào? How often do you go to work? Ví dụ như mình nói tôi đi làm 5 ngày một tuần. How often does she go shopping? Cô ấy đi mua sắm, thường thường cô ấy đi mua sắm như thế nào? Ví dụ, she goes shopping twice a month, chẳng hạn. Thì mình sẽ học cái đó. Cái này là chỉ là cái ví dụ để các bạn hiểu ha. Thì cái này nó sẽ là tần suất, nó gọi là tần suất là bao nhiêu lần. Okay. Adverb of indefinite frequency thì nó có hai loại. Nó có loại indefinite. Indefinite là nó không rõ thời gian. Nó không có rõ cái thời gian, nó chỉ nói là ví dụ thỉnh thoảng, đôi khi, thường thường, thì mình không có một cái thời gian cụ thể ha. Thì nó gọi là adverbs of indefinite frequency. Indefinite là nó không có chính xác thời gian. Thì 100% bây giờ theo list từ cái mức độ cao nhất ha, thì mình sẽ dùng cái chữ gì? Ví dụ 100% tôi làm cái hành động đó thì mình sẽ dùng chữ always.
Okay, always. Okay, always là thường, luôn luôn, thường thường. Cái nghĩa của nó giống giống nhau thôi, nhưng mà tùy cái mức độ mình dịch. 100% thì lúc nào tôi cũng làm cái việc đó. Ví dụ, I always listen to music. Tức nghĩa là khi mình nói câu này, có nghĩa là mình nghe music rất là thường. Rất là thường, 100% tôi rảnh là tôi phải nghe music. I always listen to music. Ok, các bạn hiểu không? Cho kêu cái tín hiệu nhé. Ok, bây giờ dưới 100%, 90%, ít hơn một chút thì mình dùng cái trạng từ nào? Mình dùng chữ frequently. Và các bạn thấy chữ frequency ở trên hàng trên đó, đó là tần suất. Thì bây giờ trạng từ của nó là frequently. Frequently cũng là thường, nhưng mà 90% mình làm cái hoạt động đó thôi. Hello Diễn, hello Ngô Hồng Nga. 90%. Ok, ví dụ mình nói I frequently go shopping on weekends. Frequently là không có dùng hết thời gian weekend để đi shopping, chỉ là khoảng 90% phải đi shopping. Ok, frequently go shopping on weekends. Ok, so thấp hơn nữa, 80%. Okay, 80% cái hoạt động đó mình làm là usually. Mình dùng cái chữ usually. Chữ S đó mình đọc thành chữ Z giống chữ Z đó ha. Usually. Okay, usually. For example, I usually watch news on YouTube channel. Tôi luôn luôn xem tin tức ở trên kênh YouTube. Okay. Thì cái này không phải 100%, chỉ 80% thôi. Okay. I usually watch news on YouTube channel. Okay. Thì tùy cái hoạt động của các bạn trong cái công việc đó, các bạn làm bao nhiêu phần trăm thì mình dùng either always, frequently hay là usually. Okay. Thì khi mình dùng những cái trạng từ này, người ta biết mình bỏ bao nhiêu thời gian cho công việc đó. 70% là chữ gì? Often hay là often. Okay. Ví dụ mình nói mình often làm một cái gì đó thì chỉ khoảng 70% cái công việc của mình thôi. I often play football. Nghĩa là tôi thường chơi football thì nó cũng không có nghĩa là 100%, chỉ là 70% thôi. I often play football. Okay, so go down to 50%. Mình thường dùng cái này nhất nè. 50% là mình thường dùng nhất nè. Là chữ sometimes. Okay, các bạn nhớ ha. Sometimes nó là một từ đi với nhau, có chữ S phía sau. Sometimes. Có nghĩa là đôi khi, thỉnh thoảng. Nó có nghĩa cũng giống, nhưng mà điều nó vì nó 50% thì mình dịch là thỉnh thoảng hay đôi khi, chỉ 50% thôi. I sometimes watch TV. 50% thời gian rảnh của tôi watch TV. Chỉ còn 50% tôi làm việc khác, thấy không? Okay. 40%, 40% mình làm cái công việc đó chỉ 40% thôi, thì mình dùng chữ occasionally. Occasionally. Chữ N đó mình đọc chứ nó nhẹ thôi, occasionally. Okay, làm như nó giống như nó nuốt luôn vậy ha. Occasionally là thỉnh thoảng, cũng nghĩa là thỉnh thoảng, nhưng mà chỉ 40% thôi. For example, I occasionally take vacation. Bận rộn quá, tôi không có thời gian, tôi chỉ thỉnh thoảng. Tôi nghỉ phép, nghỉ vacation, nghỉ lễ. Take vacation là mình nghỉ lễ để đi chơi đó, nghỉ phép để đi chơi đó. I occasionally take vacation. Bạn nào cho theo cái từ take vacation tiếng Việt để gì cho nó hay? Có nghĩa là nghỉ phép, ha? Nghỉ phép để đi chơi. Thì 40%, okay. Now these adverbs of frequency nó có nghĩa là negative meaning. Khi mà mình dùng những cái từ sau đây á, là dường như là mình không làm nó luôn đó. Rất là ít, 20% thôi. Ví dụ là chữ seldom. Seldom, đi nghỉ, đúng rồi. Seldom là ít khi, tôi ít khi gì đó. I seldom eat fast food. Tôi ít khi ăn đồ ăn, thức ăn nhanh. Nhưng không có nghĩa là tôi không ăn. Nhưng mà khi mình nói cái đó gần như là mình không có đụng tới fast food. Okay. I seldom eat fast food. Another one is 10%, rarely, hiếm khi, rarely, or là hardly over, hiếm khi, okay?
khi mình dùng cái chữ rarely hay là chữ hardly over, có nghĩa là dường như là mình chỉ có chút xíu mà sen mình làm cái việc đó thôi. I rarely go to the beach. Tôi hiếm khi nào tôi đi biển đó. Okay, I rarely go to the beach. Là khi mình nói cái này, hoặc là mình nói I hardly go over, go to the beach là mình ít cái khi nào mà mình đi ra biển lắm. Yeah. The last one is 0%. Các bạn đoán cái chữ gì? 0% có ai biết không? Các ai biết chữ này không? Chữ gì đoán thử coi. Nếu mà đoán trúng là chữ never. Okay, never. Không bao giờ, không bao giờ. Seldom là có một chút phần trăm ha, seldom là có 20%. Yes. Never Trực Nguyễn, never là không bao giờ. Ví dụ I am never late for school. I am never late for school. Tôi không bao giờ đi trễ, tức là 100% tôi on time. Tôi lúc nào cũng đúng giờ. Okay. So I am never late for school. Okay, so mình có những cái trạng từ như là always, right? Frequently, right? Occasionally, right? Often, seldom, right? Often, sometimes, seldom, rarely, hardly over, or never. Okay, let's see bây giờ mình xem cái position của những cái từ này là cái vị trí của nó đâu trong câu nhé. Thì mình khi mình viết cái mình học cái từ, cái chức năng từ rồi, mình phải biết mình để cái từ đó trong câu cho nó đúng. Ok, nếu mình để sai thì nó sẽ sai. Ok. All of these adverbs can go before. Tất cả những cái trạng từ mà mình đã học trên rồi đó, nó có thể nó đi trước. Before là đi trước the main verb, trước cái động từ chính trong câu, in the sentence. Ok, so all of these adverbs can go before the main verb in the sentence. Ok, để mình hiểu rồi nha, nó sẽ nằm trước cái động từ nha, động từ chính trong câu. Ví dụ I là chủ từ, mình có động từ là listen. Listen to là mình nghe. Okay. Thì cái mình dùng cái trạng từ này thì mình phải để trước cái động từ là I always listen to music. Okay. Chứ mình không nói I listen always to music. Mình phải nói là I always listen to music. Hoặc là mình nói I have never met him before. Tôi chưa bao giờ gặp anh ấy. Nào trong cái câu này thì nó hơi tricky đó, cái chủ từ là ai. Mình có hai động từ trong đây là động từ have, phải không? Và chữ met, ok, have và met. Nhưng cái động từ chính là chữ met là gặp. Cái động từ have nó là auxiliary verb, là động từ phụ thôi. Động từ phụ để nó thành lập cái thể hiện tại hoàn thành. Thì mình phải đặt nó trước cái động từ chính. Thì động từ chính là met, phải không? Thì mình sẽ nói là I have never met him before. Chưa bao giờ tôi gặp anh ấy. Ok, chưa bao giờ tôi gặp anh ấy. Thì các bạn nhớ những cái chỗ động, cái trạng từ này nó phải nằm trước động từ chính nha. Ok. Now, nếu động từ chính, if the main verb, nếu động từ chính is the verb to be, nếu động từ chính của mình là động từ to be, ví dụ như is, am, are, hay là was, hay là were, the adverb of indefinite frequency is after. After là phía sau, nó nằm ở phía sau the verb to be. Nó nằm sau động từ to be. Ví dụ trong câu Mary is often late. Mary is often late. Thì trong cái câu này chủ từ là Mary, động từ là is, right? Bởi vì mình dùng is, bởi vì cái tính từ là late mình phải dùng is. Thì cái adverb frequency này nó phải nằm sau động từ to be. Ok, so các bạn nhớ là nằm sau động từ to be nhé. Mary is often late. Mary is usually late. Mary is seldom late or something like that. Ok, again, nhớ chưa? Một là nó nằm trước động từ chính. Hai là nó nằm sau động từ to be. Ok. Now, indefinite frequency exception, những cái từ này đó, từ đỏ bên trên đó, nó có một cái exception, là một cái trường hợp ngoại lệ. Mình có thể đặt nó ở đầu câu, at the beginning hay là end of the sentence. Mình có thể đặt ở đầu câu hoặc cuối câu với những cái từ occasionally, sometimes, often, frequently or usually. Ok, so những cái này thì mình ok, mình đặt đầu câu cuối câu. Thí dụ, sometimes I go out for dinner.
Thỉnh thoảng tôi đi ra ngoài ăn tối ở bên ngoài, tức là đi ăn nhà hàng đó. Sometimes I go out for dinner. Mình đặt ở đầu câu. He watches television occasionally. Khi mình để đầu câu là mình nhấn mạnh. Mình nhấn mạnh sometimes, thỉnh thoảng thôi. Hay là đôi khi, occasionally, thỉnh thoảng he watches television. Hoặc là mình nói they go to New York rarely. Hiếm khi nào lắm. Hiếm khi nào mà họ đi New York. Chẳng hạn như vậy. Thì các bạn đặt câu riết thì mình sẽ quen ha. Mình sẽ quen cách để nó. Okay, so okay, bây giờ mình có definite frequency. Hồi nãy là indefinite. Bởi vì nó sometimes, thỉnh thoảng, đôi khi, thường thường thì nó không có một cái thời gian chuẩn định. Bây giờ mình học những cái trạng từ mà nó có thời gian nhất định, nó gọi là definite. Definite là có thời gian nhất định. Ví dụ, I go shopping, tôi đi mua sắm 3 times a month. Okay? Thì mình có chủ định là 3 lần trong một tháng. Thấy không? Khi mình nói cái đó là mình có definite, có cái thời gian 3 times a month. Hoặc là mình nói I go to work 5 days a week. Tôi đi làm 5 ngày một tuần. Okay? Thì cái công thức của nó như thế nào? Thì mình sẽ dùng, nếu mà mình muốn nói rõ thời gian, xác định rõ thời gian, thì mình nói cái number là cái số cộng với chữ times. Right? Chữ times là luôn luôn số nhiều. Right? Tại vì nhiều lần. Cộng với chữ a hay là chữ are, cộng với period of time là cái thời gian. Thì các bạn thấy đây là 3 times, number là 3, right? Và chữ times, rồi cộng chữ are, rồi period of time là cái khoảng thời gian là months, là tháng. Ở dưới mình có number là 5 time, 5 days, right? A week, okay? If the number is 1, nếu mà cái số, cái công thức trên cái số là 1, thì then we say once. Mình dùng cái chữ once. O-N-C-E. Not one time. Mình không có dùng là one time. Mà mình sẽ dùng chữ once. Okay? For example, I wash my car once a week. Nhớ nha. Once. Còn với a. Còn với period of time. Week hay là once a month. Hay once a year. Okay? Nếu mà con số là one thì mình dùng chữ once là một lần. Okay? If the number is 2, nếu con số là số 2, thì mình dùng chữ twice, twice. Mình không có dùng chữ 2 times. Thường mình không dùng 2 times. Mình dùng twice. Twice có nghĩa là 2 times, right? For example, I water my garden twice a week. Tôi tưới vườn, tôi tưới cây cối, tôi tưới vườn tược 2 lần một tuần. Twice a week. Remember, nếu mà số 1 thì mình dùng once. Nếu mà hai số đó là số 2 thì mình dùng twice. Còn 3 trở lên thì mình dùng 3 times, ok? Từ 3 trở lên thì mình cứ dùng cái con số thôi. Ok, các bạn lưu ý cái điều đó. Ok. He calls his friend every day. Bây giờ mình có cái trạng từ là every day. Anh ấy gọi cho bạn của anh ấy mỗi ngày. Các bạn nhớ cái từ này mình đã sửa trong cái bài học của mình ha. Hoặc là we go to the park every weekend. So mình có chữ every cộng với cái period of time. Period of time là cái thời gian, thời gian, cái điểm thời gian. Mà cái này lúc nào cũng là singular, là số ít nhé. Ví dụ như day, day là một ngày, weekend, không có số nhiều. Ok, so KL cho các bạn cái list of period of time. Như là day thì mình sẽ dùng là every day. Ví dụ mình nói chữ ngày thì mình nói mỗi ngày là every day. Hai từ nha, không phải là một từ nha. Week, tuần, mỗi tuần, every week. Month là tháng, mỗi tháng là every month. Year là năm, every year hay là annually. Annually, người ta thường dùng annually. Okay, là mỗi năm. Morning, every morning. Mỗi buổi sáng. Ví dụ afternoon, buổi trưa, every afternoon. Buổi chiều, every evening. Okay. Buổi tối, every night. Mỗi buổi tối. Weekend, every weekend. Các bạn hiểu không? Okay. So your job thì học nó, nhớ nó, cách mình dùng. Okay. My father watches football
on Sundays. Cha của tôi xem đá banh vào mỗi ngày Chủ nhật. Cái này là mình nói mỗi ngày. Ngày Chủ nhật, trước ngày Chủ nhật là ông ấy watch football. She goes to the market on Saturdays. Cô ấy đi chợ mua đồ ăn vào mỗi thứ bảy. Đây là sẽ vào số nhiều. Cứ thứ bảy là cô ấy đi mua đồ ăn. Cứ Chủ nhật là ông ấy coi đá banh. Ok, so cái công thức nó sẽ là on. Tại vì mình dùng trước những cái ngày trong tuần, mình sẽ dùng là giới từ on cộng với cái tên của cái ngày trong tuần mà nó ở số nhiều nhé. Tại vì cứ mỗi ngày đó, một cái đến thứ bảy, cứ đến Chủ nhật, cứ đến thứ hai là cái hoạt động đó thường xuyên xảy ra. Ok. Now next, I call my daughter daily. Tôi gọi điện thoại cho con gái của tôi. Daily là mỗi ngày, hoặc là mình có thể nói every day, hoặc mình nói daily. Đây là another way. Ok. My father visits me monthly. Mỗi tháng. These adverbs go at the end of the sentence. Những cái adverb daily, monthly thì nó đi ở cuối câu nhé. After the verb hay là after the subject. Okay, so this time we practice on adverbs of frequency. Câu hỏi, thường người ta hỏi mình, ví dụ như what do you seldom do when you are at home? What do you seldom do when you are at home? Remember, chữ seldom này có nghĩa là gì? Chỉ có 20% thôi. Ít khi nào bạn ở nhà đó, cái điều mà ít làm nhất của bạn là gì? What do you seldom do when you are at home? Câu trả lời, ví dụ Kheo trả lời, I seldom. Các bạn nhớ nha, cái chữ seldom này nó sẽ đặt trước cái động từ chính. Động từ chính là watch TV, right? Watch television. Sau khi Kheo đặt ở trong câu, thì Kheo sẽ dùng cái chủ từ là I. Rồi, động từ là watch thì Kheo nhớ nó là động từ watch thì phải để cái seldom này nó ở trước cái động từ. I seldom watch television at home. Là ít lắm, chứ 20% tôi chỉ coi phim thôi. Chỉ coi truyền hình thôi, chứ không có thời gian để coi. Thì mình nói câu đó người ta hiểu mình là không có thời gian nhiều nhé. What do you often do on weekends? Thường á, cuối tuần thì bạn thường làm cái gì? Cái chữ often này là thường nha, tức là cái percent của nó là khoảng 70%, phải không? 70% cuối tuần làm cái gì trong cái ngày đó? Các bạn sẽ có câu trả lời riêng của các bạn. Nhưng cái L, phần cái L thì có thể kêu trả lời I often clean up the house on weekends. Tôi thường là 70% trong tuần bận rộn quá, đi làm bận rộn quá. Thường 70% ngày cuối tuần là tôi lau dọn nhà cửa, clean up. Okay, clean up là lau dọn. Nãy mình có từ mop. Mop là mình lau bằng nước, mình nhúng nước mình lau nhà. Còn clean up là chung chung, dọn dẹp cho nó gọn gàng, ngăn nắp lại. I often, cái động từ chính là clean up, phải không? Thì mình học rồi, cái trạng từ often này nó đặt trước động từ, thì mình cứ đặt ngay trước động từ often. I mean clean. So the sentence will be I often clean up the house when on weekends. Đấy, câu khi các bạn học cái từ dựng, các bạn học cái chức năng từ, các bạn học cái vị trí của từ thì các bạn đặt câu rất là dễ dàng, không có khó. Next, what kinds of food? What kind of food do you rarely eat? You rarely eat. Rarely là hiếm đó, ha. Chỉ được chỉ 10% thôi. What kind of food you rarely eat? Cái thức ăn nào, loại thức ăn nào mà bạn hiếm khi là ít khi ăn, eat. Câu trả lời của Kheo, bạn có thể chọn câu cái thực phẩm khác, nhưng Kheo chọn là I hardly ever. Hardly ever nó bằng nghĩa với chữ rarely. I hardly ever eat seafood. Tôi ít khi nào tôi ăn, hiếm khi nào tôi ăn seafood lắm. Đồ ăn biển, ví dụ tôm, cua, này kia nọ đồ biển á, bởi vì Kheo bị dị ứng đồ biển thì ít khi nào dám ăn lắm. Okay. Thì cái trường hợp đó mình dùng cho cái việc là mình không có đụng tới thường. I hardly ever eat seafood. Okay. Now, your homework. Okay. So homework thì Kheo sẽ cho các bạn đơn giản thôi. Các bạn trả lời những cái câu hỏi này, dùng những cái trạng từ chỉ tần suất mà mình học đó, mình dùng vô mình trả lời. Are you always tired in the evening? Are you always tired in the evening? Các bạn có thường có lúc nào 100% các bạn mệt khi là buổi tối chiều về không?
tức là khi đi làm về nhà buổi tối rồi có cùng chung. Các bạn nhớ trong cái câu này nó dùng cái động từ to be là are, you are, right? You are hay are you. Thì nhớ những cái trạng từ này nó nằm sao? Nó nằm trước to be hay sau to be? Nó sẽ nằm sau to be. Ví dụ KL sẽ trả lời I am always, I am là to be always tired in the evening. Tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhớ nha, KL cho cái câu này có nghĩa là KL dùng cái động từ to be đó. Thật ra các bạn phải chú ý cái vị trí của nó là nằm sau động từ to be nhưng trước động từ thường. Ok. Thì các bạn sẽ trả lời câu hỏi đó trong cái homework các bạn gửi cho KL. What time do you usually go to bed at night? What time là hỏi về thời gian. Mấy giờ bạn thường usually, okay, usually go to bed at night. Này cũng 80%. Cái giờ thường á đúng là khoảng 9 giờ tối là tôi đi, thường 80% 9 giờ tối là tôi phải đi ngủ. Okay. What time do you usually go to bed at night? Okay. What do you sometimes dream about? 50%. À, thỉnh thoảng bạn mơ về cái điều gì? Bạn nghĩ, bạn mơ ước về cái điều gì? What do you sometimes dream about? Bạn mơ về cái điều gì? Ok. Thì trong đây mình có động từ là dream, là động từ thường, thì cái trạng từ nó nằm trước động từ. Ok. So, mình chú ý cái câu trúc cặp. Next, do you always check your email? Always là 100%, right? Thì mình dùng cho always, tức là cái hoạt động này nó xảy ra rất là thường trong cái ngày của mình. Bạn có thường kiểm tra cái email hay là vô cái email của bạn không? Do you always check your email? Okay. Để các bạn sẽ trả lời những câu hỏi này ha. What do you usually eat for breakfast? Thường 80% bạn ăn cái gì cho breakfast? Ví dụ sáng mình ăn sandwich, hay là mình ăn noodle, hay là mình ăn rice. Ví dụ như trong mỗi tháng ấy, thường là mình đã 80% mình ăn cơm, hay là mình ăn soup, hay là mình ăn sandwich trong cái bữa ăn sáng của mình. What do you usually eat for breakfast? Ăn sáng. Hay là mình nói what do you usually have for breakfast cũng được. Okay. The next, what do you hardly watch on TV? What do you hardly watch on TV? Bạn ít có xem TV cái chương trình nào? Hardly watch on TV. Trong TV nó có nhiều shows, movies, concert, hay là game show, hay là news. What do you hardly watch on TV? Cái gì mà bạn ít hiếm khi coi ở trên TV? Ok. What do you sometimes do on the computer? What do you sometimes do on the computer? Bạn thỉnh thoảng bạn làm cái gì trên cái computer của mình? What do you sometimes do on the computer? Okay. Next. Do you usually watch YouTube channel? Bạn có thường lên YouTube channel, cái kênh YouTube để xem không? Do you usually watch YouTube channel? Now, KL, ví dụ những cái câu này là yes, no, các bạn đừng trả lời yes, I do, no, I don't. Các bạn try to cố gắng yes, I do, and explain, giải thích thêm cho KL một câu nữa. Ví dụ như yes, I do, I usually watch news from on YouTube channel. Chẳng hạn như vậy, thì cái câu của mình ấy, đừng trả lời chứ yes and no nha. Thì mình tập, giải thích thêm. Okay, nói thêm. Next, how often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Bạn đi tập ở phòng tập thể dục đó, đồng gym đó bao nhiêu lần? Okay, ví dụ mình có thể nói là I go to the gym three times a week. Cố gắng dùng những cái adverb of frequency in definite and definite. I go to the gym once a week or something like that. Okay. Thì tùy cái mức độ của mình mà mình dùng. Where do you often go after work? Where do you often go after work?
Sau khi đi làm về thì bạn thường đi đâu? Where do you often go after work? Okay. So đó là những cái câu trả lời mà các bạn sẽ gửi qua cho KL nếu các bạn có thời gian làm. Okay. Cái bài hôm nay là mình học chủ yếu về always, usually, often, what else? Occasionally, sometimes, rarely, or hardly ever, hay là never. Okay. Thì mình dùng những cái trạng từ đó để mình nói về bao nhiêu lần mình làm một cái công việc gì đó, cái hành động gì đó. Thì mình nhớ hai cái điều chính là cái vị trí của nó. Nó thường nằm ở trước động từ từ chính và sau động từ to be. Okay. So before a main verb or after the verb to be. Okay. Nếu mà trong câu mình dùng động từ to be thì mình để những cái trạng từ nó sau động từ to be. Có những từ ví dụ occasionally, sometimes, often, mình có thể để đầu câu hoặc là cuối câu để mình nhấn mạnh cái hành động đó. Sometimes I come to visit my mom. Thỉnh thoảng đôi khi tôi thăm mẹ tôi, hoặc là mình nói I sometimes go visit my mom cũng được, visit my mom cũng được. Nhưng khi mình để đầu câu hoặc để cuối câu thì mình nhấn mạnh cái ý của mình hơn. Ok, so mình có những cái definite adverb of frequency như là once a month. Nếu nó là số 1 là once a month. Nếu số 2 là twice a month hay là twice a week. Ok, chứ mình không có dùng two times, mình dùng twice nó thường hơn. Rồi từ số 3 trở lên thì mình nói con số. Ok, a number, times, or cộng với period of time. Rồi ví dụ như mình nói mỗi ngày thì mình nói every day, mỗi tuần, every week, mỗi tháng, every month, right? Mỗi năm, every year, okay? Hoặc là annually, thì mình sẽ học những cái đó ha, thì mình sẽ đặt những cái đó trong câu cho nó chính xác. Thì your job is to review it. Kel sẽ có những cái bài viết. Kel sẽ không cho các bạn bài homework mà viết nó dài thành một đoạn. Nhưng mà Kel sẽ làm những cái bài mẫu viết ra thì Kel sẽ gửi cho các bạn trong đó. Thì các bạn nếu mà cái đề tài nào các bạn interested thì các bạn nhìn cái bài và làm đó. Thì các bạn chỉ cần sử dụng cái sườn của Kel làm và các bạn bỏ cái ý mình vô. Ví dụ như những cái bài mà Kel gửi mấy ngày nay thì các bạn chỉ bỏ cái ý mình vô thì mình tạo ra được một cái sườn. Hay là con cháu của mình ở nhà học đó, nó có những cái bài viết ở trong lớp thì nó có thể sử dụng cái sườn của Kel và nó chỉ bỏ những cái từ riêng vô nó học nó biết. Or else you can copy mine, that's fine, as long as you understand, khi các bạn hiểu là ok, không có thành vấn đề cái việc đó. Ok, so it's a perfect time today for those mà send cho Kel homework last week. I'm sorry that for somehow I didn't get it. So you can send it through me from the messenger or inbox me so I can correct your homework. I just got Kim Vang a couple minutes ago. And I let you go and have a wonderful night Sunday and a wonderful working week tomorrow, right? So bye-bye and see you later for next time, the same time next week, okay? All right, thank you and bye-bye, everyone.